Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Mình đi ra mình em mình cắt rau muống vô. Rồi luộc chấm nước thịt. Vịt kho gừng. Hãy xuống xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Đây gì mà nó không mập không à? Ừ, chỗ này cây me nó ra nó che gì? nó không có được bự cây. Nó nhỏ không à. Cô Út trồng bánh trời mới nó tốt. Đâu có chặn nắng. Nè nó cây me. Mình cắt gì rồi mốt nó nhảy tự lên nữa. Nè ăn sống không nè. Trời ơi, nó bi nè. Bi sao mà lắc cái thùng luôn rồi. Giờ mình ra đây mình hái trái xài. Trái xài nó bị nứt rồi. Hồi nãy mưa rồi, giờ nắng lên rồi. Rồi nó trái bên đó nứt rồi. Trái nó chưa già hung, trái này bự bự ngon rồi. Chứ không chờ hai tới không? Nứt muốn hư luôn. Chưa già hung luôn nha. Trái vậy chưa già hung đâu. Cho nó vàng luôn mới ngon. Này là mắm đường chấm ăn sống được. Ấy nhột trái xoài nó. Trái này cũng già. Sáng nắng sáng mưa mưa cái giờ nắng lên. Mèo cà phê nắng hả mèo? Mèo. Mèo mèo. Cái xài xài cái tím tím. Mà thấy cái trục non tốt không? Cái cây mình ngồi cắt dao ngon quá. À, sáng có đi mua đồ ăn không? Có. Sao tao ngồi bán không thấy kìa. Mấy đồ có muốn ngon hết sức rồi. Ừ, luộc chung luôn. Hồi xuống cơm nha. Em thì đổ bắp chấm chấm chao. Nè mình ăn củ cải cho ốc ăn, mình xem ăn nhóc luôn à. Củ cải tươi đem về cho ốc ăn nè, giờ mình ăn ké với ốc đi. Thay đổ về đại đi. Thôi lụm vài củ à. Để mấy củ nặng nặng chắc chắc nè. Này có củ cậu Tư quá không à. Ừ, bên cậu Tư trở về nè, bên ngoại của Nhi. Đổ lần bao vậy đó hả Hạnh? Cái nào hả? Dạ. Trời ơi, cũng dữ ha. Vậy đó hả? Ừ, cạp liền rồi. Ừ, là cạp liền. Củ cải trắng. Đi làm gì? Kho gừng. Gừng về ra muốn luộc chấm nữa. Muốn kia để ăn sống. Muốn mà ở ngoài ngoài để ăn sống luôn mà mì. Hay nắm nấu lên mắm ra. Nắm. Nắm cái đồ. Dưới dưới hái rồi muối. Mạnh nó cho bịch đậu bắp nữa nè, chưng luôn. Nó nhà hết đồ.
Giờ mình ướp thịt vịt cho nó thấm rồi mình coi. Hấp gừng với tỏi bằm, ớt. Cho đường. Một xíu muối. Nước mắm hạt nêm. Nước mắm vào. Nước màu vô. Hạt nêm. Trộn cho nó thấm. Ngủ rồi. Giờ mình với nữa là khoa thịt vịt. Ủa, đậu trắng á. Bắc Mỹ. Cho tỏi hành vô. Tỏi lượng thơm thì lấy vịt vô mình xào. Xong rồi, để nước cho con này có nước dừa kho ngon lắm. À, có nước dừa kho ngon. Này không có dừa rồi. Ngọt. Không có cây vịt luôn. Bả con chân nó xuống, thằng hẩm xuống chơi đó, thằng Di á. Trên An Giang nó trồng. Ờ, nó đi về quê nó hái như thế, nó cho ba chân đó. Chả nó trồng nhiều lắm. Nó trồng nó hái vậy nó bán không á. Nước ruột thì mình cho hạt nêm với đường muối vô luôn cho nó thấm vào cái bắp nó ngon. Đây đây cô không có làm. Ờ chiều mới đi. Ờ à, bắt được rồi. Này luộc cho nó vừa chín tái thôi là mình chiên cho nó nhanh. Trên giữa sàn nướng á, trên mắm á. Ừ. Thấy nó tốt. Cái này nó cay nó tốt hơn nó ngon. Xấu. Ốm đẹp tròn dữ luôn hả? Không biết hay đây dữ thôi. Mình xào nó xăng rồi, cho nước vô. Bỏ cái dày vô. Thịt nạc quá trời. Giống như dịch xiêm vậy. Dịch để đúng sức rồi đó nha, ức thịt nó dày. Nước vô. Mần gà. Sao nói mần gà hết vừa hết rồi mà không có tay. Không có tay. Mắt này mình luộc sôi lên vậy là mình tắt bếp được rồi. Rồi mình chiên nó giòn. Mình cho thêm miếng hạt liên nó đường, miếng tiêu vô ha, nó thơm. Ừ. Miếng hạt liên đi. Tắm đà. Ừ. Miếng đường tiêu. Nước rồi. Nước vô, trộn cho nó đều. Thêm miếng nha. Thêm miếng nữa. Khô nữa. Khô. Thêm hồi đây. Thêm hồi ướt nhẹp luôn. Hồi chiên xù ra dĩa luôn. Ừ, mình sửa đi. Nhìn mình sửa đi. Cười. Nhìn mình sửa cười vậy. Ê, 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 chút tài, chút tài. Hả? Đâu rồi? Đến đâu rồi? Nhúng qua hai giai đoạn luôn. Ừ, đúng rồi, nó nhúng qua một con sù luôn đi. Giờ nó sù. Sù lên. Rồi nó không sù lên, nó xẹp lốt, nó xẹp lép luôn. Sù chứ. Một sù mà con lấy không sù. Ghê đó, họ tư thì ghê quá. Bán vốn người bán bột à. Cái này bột là mình phải làm đặt gì nè hả? Dạ. Chứ mà lỏng là thua luôn á. Lỏng hay để vô, nó đâu có dính đâu, ừ. Đâu có dính vô trái đất đâu. Ừ, cái ghê hả?
có bột xù rồi. Ừ. Bột xù thấy nó ít ha. Mịt mà cho nó hoàng lớp thôi. Ừ. Có chỗ chấm không thì? Chấm thì mình sẽ mà từ đấy vô chứ. Cái bột này nó vàng nè. Cái bột nó vàng ngay. Mày ăn này tưởng tượng như là chiên tôm vậy. Bắt mà tưởng tượng tôm chiên sù hả chứ? Tôm chiên sù. Ờ cái con vịt này. Nó làm cái thịt luôn á. Ở này mình chiên bằng bắp thì đậu bắp này mình kêu là chai đi. Tôm. Về. Về. Đi về. Chị về đi. Chị canh của tôi không có nhà mới làm hả? Dạ không là về luôn. Bây giờ hả? Mày về ươm luôn. Chung chung vậy đẹp. Thấy hấp dẫn quá. Này chấm tương ớt xíu muối là đúng luôn. Nó ngon mình luôn. Đậu bắp, rau ôm, rau muống. Mà cho rừng rau kim nữa. Đó, giờ tới con cầm mình nước con uống luôn. À, uống luôn hả? Ôi ơi, rồi. Uống đi. Đó, giỏi quá ta. Thấy không? Uống đồ rồi đó hả? Hả? Chung mà cô chú anh chị bạn ăn cơm với gia đình của bà chung nha. Cái món này là bạn qua chung cho bắp nè. Là món gì vậy? Tôm chiên xù. Tôm chiên xù á, mẹ giới thiệu bắp con nói tôm cho ai xuống. Rồi các bạn mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với đình của mình nha. Mới hái hôm qua, nhiều rồi hái hôm qua thì cuối cùng. Cái này mình làm xong rồi mình mới nhớ là quên quên đặt trứng gà vô. Trứng gà với bột. Trứng gà với bột mà ngon chắc ngon nữa. Phải phải chạy nước miếng luôn. Trời ơi, tôi hiểu thôi anh ba. Quá làm chảy nước miếng luôn. Cái nên mang cục mình không cho hả? Mình chấm tương ớt xíu muối thì ngon ha. Ngon hơn cơm ta. Giòn gấm gấm luôn. Món này chấm thịt cái mình làm dễ đồ nguội á. Ừ. Em cái này món nướng chút rồi. Nó thử thôi được á. Món này thấu khoái à. Từ họ lấy thì nó chán. Lúc đầu mình giống như tôm kia, ăn vô giống như con mực.
Năm rồi nha, hồi em bắt nghe hợp có mùi biết cái bắp không? Cái sao nó có bột nó bị ướt thì nó ngon á, nó sầu rồi. Nó sầu. Đậu hù. Lại. Nó cái mùi chấm ngon hơn. Để đám nó là nguyên chai ớt chứ mùi cho nó ngủ chưa ra ăn cơm đi thiệt nha ăn đi không có tôi cắt bông này thích mà ngọt mặt con gì? Nó không có gai một cuộc. Bắt nhạc luôn. Đúng rồi. Còn nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tôm nữa đi. Bây giờ đi nọc rồi. Bây giờ. Mười rưỡi tới thì kìa. Ai muốn làm biết không biết. Còn nếp nữa. Chấm cá không có nữa rồi. Có bản không? Có bản gì? Có bản tương ớt. Một kỳ nữa thì nó mới về phải không? Một kỳ nữa thì nó mới về phải không? Thắng không? Nữa học nó phá nữa mình có kiều. Không, tuyệt vời, ông mặt trời. Còn nữa kìa. Còn gì nữa? Còn tôi ớt, còn cái nữa. Sạch dĩa luôn. Thấy là nghe. Thấy là nghe. Thấy là nghe, ăn cái đồ bắp này ăn quẹt vô. Có phần còn ngon, còn tôm nữa. Nó cái trước thì nó phù mà. Nó cái gì? Cái trước luôn, cái trái bên nhìn nó ngon. Ừ. Cái sao bột, hết bột với nó ướt. Cắm vô thì nó con này mình đắp ăn cơm được không ta? Được. Bắp chiên mà. Cơm. Cái này người ta làm đồ chay ngon lắm á. Ừ. Cái này hay gì mà người ta tâm chiên á, cái này bắp chiên nè. Ừ. Chiên làm đồ chay á. Vẫn ngon. Hai món đó. Ngon không? Tiên món này. Đó giờ chỉ biết là bắp này mình xào với nấu món. Xào đó là món mình đâu biết món chiên nè. Ờ. Cái bắp còn ngọt. Ngọt nữa giờ. Ngon quá vậy, bắp ngọt. Bắp chiên xù. Bắp chiên xù. Này bắp non. Tôm hả? Tôm chay đấy, mày ăn tương được nào. Ờ à, đúng mà. Cái này thịt tôm nãy giờ hàng luôn á, dài lắm vậy á. Mắm cá mồng gà. Gần nó trồng vậy mà hai gần hai cái đóng gừng hết bắp này nó bự bự chắc cái chỗ này là hết bắp chứ không có loại bắp mình đâu bắp ăn thường ăn bắp này nhớ bỏ cùi hả hai chạp Hai Sướng xin kết thúc với ba nhà cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Sướng nha.